Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhiều người có tâm lý tiến trừ vận xui của năm cũ, cầu vận may cho năm mới sắp đến. Cũng là lúc các dịch vụ tâm linh trực tuyến bùng phát. Không ít người đã tự biến mình thành nạn nhân của những trò lừa đảo tâm linh trên mạng, chỉ vì tin theo những lời bói toán nhảm nhí vô căn cứ, dẫn đến những hậu quả xấu cho bản thân và gia đình, mất thời gian, tiền của, mua về sự lo lắng, hoang mang. Không khó để tìm thấy những dịch vụ liên quan đến tâm linh, như dấu hiệu bạn đang bị vong âm theo, nhận xem bói online dự đoán tương lai vận hạn, xăm hình phép, xăm nốt ruồi để thu hút tiền tài, quyền lực, tình yêu, cải mệnh, hoán số để vợ chồng không còn lục đục. Những người tự xưng là thầy, cô, là cậu đưa ra nhiều nhận định vô lý, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy lừa đảo vì tin theo những dịch vụ tâm linh online. Một nạn nhân của dịch vụ tâm linh online cho biết, ban đầu người tự xưng là thầy hỏi tên tuổi ngày sinh, sau đó hướng dẫn làm lễ. Vòng gỗ và 2 đồng xu có phí 500, bao gồm cả tiền ship, còn 1,5 triệu đồng để sắm lễ thì chuyển khoản cho thầy. Tại cơ quan công an, đối tượng chủ mưu khai nhận đã học được ngón nghề từ một số đối tượng trở về từ Campuchia. Sau đó mua máy tính và tuyển dụng gần 20 đối tượng, chủ yếu đang là học sinh, sinh viên, cùng tham gia ổ nhóm. Cũng theo đối tượng, người bị lừa ít thì vài trăm, nhiều thì vài triệu. Người trong nhóm ai tìm được càng nhiều khách hàng thì đối tượng cắt lại hoa hồng càng cao. Theo cơ quan công an, vẫn là thủ đoạn tự quảng cáo, giới thiệu bản thân là các thầy tử vi, tướng số, các cô, các cậu có khả năng xử lý về phần âm để lấy được lòng tin của những người mê tín. Nhưng thời gian gần đây, các đối tượng buôn thần bán thánh đã tinh vi hơn khi lợi dụng công nghệ cao, lợi dụng mạng xã hội để mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động. Qua đó, có thể tiếp cận và dẫn dụ số lượng nạn nhân sập bẫy lên tới cả nghìn người. Gần đây nhất, công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố nhóm 8 đối tượng giả làm thầy cúng trên mạng. Với thủ đoạn lập tài khoản Facebook, Zalo với tên Thầy Thế, đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn, cầu tài lộc, tư vấn người dùng mua lá bùa, cầu tài lộc, yêu cầu chuyển khoản để thuê làm lễ và đặt dâng tiền lễ giữ lộc. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Đáng buồn, đây đều là sinh viên của nhiều trường đại học. Ngày 31 tháng 1, Công an tỉnh Bắc Cạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thị Huyền Trang, sinh năm 1985, trú tại tổ 10, phường Phùng Chí Kiền, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người quen, Trang đã đưa ra thông tin không có thật như gia đình của người bị hại đang gặp hạn, phải chuyển tiền cho đối tượng để làm lễ giải hạn. Được gia đình bên chồng chia đất, cần tiền để làm thủ tục chuyển nhượng. Ngay sau khi nhận được tiền của nạn nhân, Trang sử dụng để tiêu xài vào mục đích cá nhân. Tháng 6 năm 2023, Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng chức năng đã phát hiện Trang khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tại thời điểm bắt giữ, Trang vẫn đang thực hiện cuộc gọi với một người phụ nữ với mục đích lừa đảo. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trang đã chiếm đoạt được số tiền trên 400 triệu đồng. Năm hết Tết đến, mùa lễ hội đang tới gần, cũng được xem là mùa làm ăn của những người tự xưng là thầy, là cô, là cậu, nhân danh thánh thần để dẫn dụ niềm tin của người khác hòng trục lợi. Niềm tin tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Nhưng không thể để các đối tượng dẫn dắt xa vào các thủ đoạn mê tín dị đoan. Tràn lan các đối tượng tâm linh sẽ gây nhiễu loạn xã hội, méo mó các giá trị chân thiện mỹ, hướng thiện.